bảo là bảy bảo vật của nhân gian tượng trưng cho linh khí của đất trời hội tụ. Từ ngàn đời xưa tới nay, ông cha ta đã dùng thất bảo trong nhiều việc như nạp cốt bát hương, nạp cốt tượng, nạp cốt vật phẩm phong thủy. Vậy thất bảo là gì? Tại sao nó lại có tác dụng to lớn đến như vậy? Trong Đà La Ni Tập Kinh, quyển 27 có viết, thất bảo gồm có vàng, bạc, mã não, san hô đỏ, hổ phách, ngọc trai, ngọc phỉ thúy là 7 bảo vật quý hiếm của chư Phật trong việc thờ cúng. Vàng có ngũ hành thuộc kim là một trong những bảo vật đặc biệt của đất trời, không biến sắc, không nhiễm tạp, là bảo vật dẫn khí, nạp tài, tượng trưng cho bình an và tài phú. Bạc, ngũ hành thuộc kim là bảo vật của đất đại diện cho sự mộc mạc, chất phác, ánh sáng của trí tuệ, có ý nghĩa sức khỏe, trí tuệ và bình an. Hổ phách, ngũ hành thuộc mộc là bảo vật của mộc kết tinh hàng triệu năm, cất giữ linh khí của mộc được tôi luyện mà thành. Hổ phách tượng trưng cho sự hòa hợp và may mắn. San hô đỏ, ngũ hành thuộc hỏa, là một trong những bảo vật quý hiếm với sự kết tinh của vũ trụ vô tạp chất. San hô đỏ giúp đem lại may mắn, kỵ tà, thanh tịnh và thuần khiết. Ngọc trai, ngũ hành thuộc thủy, là báu vật được khai thác tự nhiên, có màu trắng ánh lấp lánh, tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Đá mã não đỏ, ngũ hành thuộc thổ, là biến thể của thạch anh với cấu trúc tinh thể mịn hơn nên có chất ngọc, mã não tượng trưng cho hạnh phúc, tốt lành và hưng thịnh. Ngọc phỉ thúy, ngũ hành thuộc mộc, là bảo vật hình thành trong quá trình kiến tạo vỏ trái đất. Ngọc tượng trưng cho quyền lực và sự quý phái, mang lại may mắn, bình an. Ngoài ra, trong gói thất bảo còn có chỉ ngũ sắc dùng để điều hòa ngũ hành của thất bảo, mang lại sự hưng thịnh cho gia chủ. Bộ thất bảo chuẩn gồm có vàng, bạc, mã não, san hô đỏ, hổ phách, ngọc trai, ngọc phỉ thúy, chỉ ngũ sắc, tờ di hiệu để ghi trong bát hương, giấy trang kim để gói thất bảo. Thất bảo của phong thủy may mắn được làm chế tác từ vàng ta và bạc ta cùng những vật phẩm tự nhiên. Hiện tại trên thị trường có rất nhiều loại thất bảo rẻ làm từ thiếc vàng, thiếc bạc nên hầu hết không có tác dụng trong thờ cúng. Để việc thờ cúng được đúng và linh ứng, anh chị hãy sử dụng bộ thất bảo chuẩn để việc thờ cúng được đúng và trang nghiêm hơn. Để vật phẩm phong thủy được đúng và phát huy công năng tốt nhất, cần phải có sự tư vấn từ chuyên gia. Những chuyên gia của phong thủy may mắn sẽ hướng dẫn tận tình quy trình sử dụng và xem ngày sử dụng để vật phẩm phát huy công năng tốt nhất, phù hộ cho gia chủ được giàu sang phú quý, tài lộc bình an. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Hãy gọi ngay tới hotline 0989 34 9119 hoặc để lại họ tên, số điện thoại trong ô bình luận để được tư vấn miễn phí. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.